Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp. Hôm nay để xem một căn nhà diện tích công nhận tới 25m² mà giá chỉ có 2 tỷ 28 mà thôi. Đây là một căn nhà rộng mà diện tích rẻ. Căn nhà rẻ mà diện tích rộng. Nhà theo tông trắng đen rất là sạch đẹp, chỉ cần dọn vali vào là ở. Có diện tích 2m7 x 12, sổ hồng riêng. Diện tích công nhận trên sổ là 25m², mà còn diện tích thực tế là tới 32, trệt lửng, 2 phòng ngủ, bếp, 1 vệ sinh. Nhà sạch đẹp, mới mẻ và trong một con hẻm an ninh 2m5, khu trường Lý Thái Tổ, tọa lạc tại đường Phạm Văn Chiêu, phường 14, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay ngã ba Phạm Văn Chiêu với cây Trâm, tiện đi về các hướng. Và nhà gia chủ đang rao là 2 tỷ 28, còn bớt lộc. Nhà hướng nam và tọa lạc trong một con hẻm là rất là yên tĩnh nha anh chị. Quý vị đừng quên Zalo vỗ 0906943839 để xem chi tiết căn nhà, hoặc đăng ký kênh Bán Nhà Quận Gò Vấp Hôm Nay để luôn luôn, và bấm chuông nhận thông báo để luôn luôn được cập nhật liên tục hàng ngày các căn nhà mới được bán tại Gò Vấp. Đặc biệt bất động sản Đồng Vũ chuyên nhà giá rẻ, nhà diện tích rộng, nhà chính chủ, nhà đẹp Gò Vấp nha anh chị. Thân ái chào tạm biệt quý vị, mời quý vị tiếp tục xem phim.